Anh cứ tập thể dục thôi. Đúng không? À, cứ tập thể dục thôi. Rồi em về đây, bye bye. À hôm nay 100 cái à. Thế là hai hôm là mình được 280 cái rồi đấy. Bye bye nha. Bye bye nha. Xuống lại xong rồi đi mua xôi đi. Dạ vâng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các chị rất nhiều. Cảm ơn các bạn, các em rất là nhiều. À, bây giờ hát bài gì được để chúc mọi người ngủ ngon nhỉ? Có cái bài gì mà mình chưa hát không nhỉ? Từ từ xem có bài gì mà chưa hát để hát cho mọi người ngủ, tặng mọi người cho mọi người ngủ nhỉ? Thôi không sâu tất cả đâu, ngày nào cũng sâu tất cả. Giấc mơ trưa. Bài này nó nhẹ nhàng. Giấc mơ. Mơ chưa, bài nhẹ nhàng đi ngủ hay hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé mọi người ơi. Chúc cả gia đình nhà mình ngủ ngon nhé mọi người. Không biết rap khổ quá. Gặp lại mọi người vào ngày mai nha mọi người. Bye bye mọi người.